Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Peo, hôm qua thì mình có thấy bạn Thịnh Nuốt có gửi một con map có tên là Speed Childhood War các bạn ạ. Map này thì được bạn Thịnh Nuốt gửi trên gia tộc mèo Peo không Peo các bạn nhá. Bạn nào mà chưa tham gia cộng đồng gia tộc mèo Peo không Peo trên Facebook thì đừng quên là tham gia nhá. Ở đấy thì mọi người chia sẻ map rất là nhiều cho nên mình cũng dễ dàng tìm map hơn. Đó, thay vì các bạn cứ bình luận ID map ở phía dưới mình rất là khó kiểm tra luôn. Đó, các bạn chỉ cần tham gia mà ở trên Facebook ấy, đó có cái group mình tạo ra tên là gia tộc mèo Peo không Peo. Các bạn chỉ cần đăng ảnh này với cả ID map này đấy, mình sẽ lướt qua xem là cái map nào ảnh bìa đẹp ra hay ho thì mình sẽ chơi thử. Mình thấy cái map này có vẻ khá là đầu tư luôn, ảnh bìa là hình Doraemon cộng bánh rán này. Nói chung là mình đang tò mò không biết map này chơi như nào, hình như map đối chiến thì phải, để coi thử xem tạo phòng thử thế nào. Úi dồi, hơi lag nhở, lúc vào là hơi lag các bạn ạ. Ui, cái map này là cái lớp màu sắc này nhìn cảm giác hơi lag ta. À, đọc luật chơi em nào. Cách chơi bạn tức là chung là tiêu diệt đối phương trong vòng 10 phút, chú ý là chỉ có 30 mạng tối đa thôi. Ok, nói chung là cứ trong 10 phút các bạn bắn nhau thoải mái nhá. Map này có bên xanh bên đỏ, map đối chiến à. Ở đây có súng giết các thứ này, có bánh rán này, xong rồi trà xanh này. Ôi, để mở phòng 10 người đi. Map này mở 20 người chắc là hơi lag các bạn ạ. Rồi thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ video cho bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký hộ mèo Peo các bạn nha. Ê, mình ở bên đỏ đúng không nhỉ? Ở bên đỏ thì chuyển qua xài skin mèo đỏ. Ê, mình bên đỏ mà. Đấy, ui, bên đỏ mặc bộ mèo đỏ nhìn cực kỳ hợp lý luôn các bạn ơi. Lag nhỉ, công nhận là map này lúc mới vào hơi lag các bạn ạ. Hồi lag thì chơi một lúc hết lag mà. Để xem cửa hàng bán gì không. Ôi, giáp gì đấy, bán 35 đậu à, Lucky Diamond này. Ai chà, phải mua thử em nào. Ui, kiểu ngẫu nhiên các bạn ạ. Mà cái này chắc là thôi. Để mình vào kho đồ em nào, nào nhận thử em nào. Mở thử em nào, để coi thử cái gì ấy. Ông mày bắn đi mà lửa cháy gì đấy. Vào vẩn, bị rảnh à. Hey. À, cái súng này bắn chúng bị cháy các bạn ạ. Ôi dồi ôi, em nào. Mấy kiếm này mình cũng tôi tưởng cho giáp chứ hóa ra cho vũ khí à, chết giờ. Ôi dồi ôi, kiếm kim cương làm thương giáp rồi, sát thương có 10 đi chơi chơi bời cái gì. Ok rồi thì bắt đầu thôi các bạn ơi, khiếp thật, vừa vào cái bắn cháy lát hết cả map luôn. Nay thì tôi chơi bời cái gì. Tôi chưa vào đã chết các bạn ạ. Không xem quảng cáo được, quên mất là trên trên PC là không xem được quảng cáo các bạn ơi. Khác team bắn cái gì, ủa ông này phá map à. Khác team còn bắn các bạn ạ. Ê, cùng team mà. À, nhầm cùng team mà bắn cái gì. Ôi, nó cháy lâu quá các bạn ơi. Cái súng này sao bắn cả team mình được nhỉ. Chuẩn ma xem xét như nào chứ cho thiêu đốt cả team mình. Thế này gặp vài ông phá game nó đấy, nó cứ phá game này. Đây, đề nghị chủ map là nên xem xét lại khẩu súng như nào, nên sao team mình bắn nhau bị dính như này đấy. Chả chơi cái quái gì vừa vào cái bị thiêu đốt thế này rồi thì hơi toang nhở. Nên bỏ cái thiêu đốt đi nhá. Bắn thì bắn mà còn bắn là còn thiêu đốt nữa, mình thấy là hơi đau mắt. Mà chưa kể dạo này cái hiệu ứng thiêu đốt đấy, đó cái hiệu ứng thiêu đốt bây giờ chết mà vẫn bị thiêu đốt cơ, cho nên là chủ map xem xét như nào chứ đấy, nên bỏ cái thiêu đốt đi nhá. Map này đã hơi lag thì chớ lại còn thêm cái hiệu ứng cháy nữa thì mình nghĩ là nó hơi bị đau mắt đấy. Ấy nhìn nó hơi chóe này. Úi dồi ôi, ôi dồi ôi, bị quang rồi, bị quang rồi. Ui, nhìn tim xanh khó nhìn phết nhở. À ha, chúng một kiểu, ok nhá, một mạng rồi. Map này mình nghĩ là chủ map nên bỏ cái hiệu ứng thiêu đốt đi, bởi nó đã mắt lắm, nó còn gây lag nữa, thật luôn đấy. Ông nào chơi PE cái map này đã lag rồi, còn dính thêm quả hiệu ứng thiêu đốt chắc là thôi. Mà chưa kể là team mình bắn nhau nữa, gặp mấy ông phá game ấy đấy, các bắn nhau này. Gì ấy, kích cái gì, bắn phát đơn nào, bắn em nào rồi nha. Tôi đã thấy được hành vi cố tình các bạn ạ. Đây, có chứng cứ rõ ràng rồi này. Này thì bắn tim đồng đội này, kịch luôn, không nói nhiều đấy, có bằng chứng rõ ràng rồi nhá. Đấy, thanh niên Linh mà có coi được thì cứ lên thẳng trang mèo Peo nhá, đỡ khỏi one side thì cả đấy. Anh các bạn đều thấy rồi nhá, thanh niên Linh nó cố tình bắn các bạn ạ. Đấy, cố tình bắn đồng đội là gây lag map cực mạnh. Nói chung là chủ map là nên bỏ cái tính năng thiêu đốt thì nhá, mình thấy là cũng nó chả cần thiết lắm đâu. Ôi cái map này nhìn nó hơi lắm mắt rồi. Ôi bắn bừa ôi chúng thêm pi quang kìa. Sợ thật, nên bỏ cái hiệu ứng thiêu đốt đi nhá, nên xem xét chỉnh lại cái súng như nào chứ chứ bắn cái thiêu đốt này mình thấy nó chả có tác dụng quá gì mà gây lag map cơ, chưa kể là còn gây bị phá tim cực mạnh. Gặp mấy ông trẻ trâu vào đây đấy rồi, mấy ông cứ phá tim cái thứ bắn chưa biết là lỡ tay hay là cố tình thì không biết, nhưng mà tự nhiên đồng đội bắn được nhau là hơi mệt các bạn ạ. Đó, nên nó chỉnh lại cái khẩu súng này.
Ôi, cái màu xanh này nhìn nó lóa mắt nhở. Ui dồi ôi, mình mặc cái bộ đỏ này nhìn nó kiểu hòa mình vào thiên nhiên không. Ê, trời ơi, hơi bị khó nhìn đấy các bạn à. Nè, đúng kiểu hòa mình vào thiên nhiên luôn đấy. Ờ, muốn nhìn được mèo peo chỗ này là hơi bị khó nhìn đó. Hey, hey. À, trúng một viên nhá, trúng hai viên rồi nhá. Trúng ba viên rồi nhá. Thống hộ cái. Chúng chưa rồi. Ô, chưa đi à? Ơ, chưa đi à? Ô, trâu vậy. Ô. À, ông này chắc là bánh mì ấy. Chắc là vừa chạy vào cái bánh mì rồi, ok. Bánh mì. Ôi, sao hồi máu nhiều thế. Chết thật. Hồi thì hồi kinh vậy. Hồi gắt vậy. Ôi, bắn không chết luôn kìa. Ui, hồi gắt thế nhở. Hồi máu từ. Con mẹ ơi, hồi máu kinh thế. Ồ, à, cái này hồi máu phát đầy máu luôn. À, thì ra là thế. Cái bánh rán này là ăn một phát là hồi đầy cây luôn. Ồ, thì ra là thế. Ồ, sao thằng nào có bắn mình nhở. Ủa, từ từ nào. Mình bị ám sát chỗ nào nhở. Mình còn chưa kịp nhìn thấy cái gì các bạn ạ. Tự nhiên mất máu. Vi diệu nhở. Nói chung là chuẩn mắt là nên bỏ cái tính năng thiêu đốt đi. Nên tăng đam này kiểu như bắn phát chết luôn thì hợp lý hơn, mình các bạn thấy không? Mình nghĩ là nên chỉnh thành bắn phát chết luôn cho nó ok. Chứ mình thấy là bắn cái hiệu ứng thiêu đốt nhiều khi nó gây hơi khó chịu. Đó, đâu rồi. Hình như map này như là 30 mạng phải, mình nhớ không nhầm như thế. Ủa này, nhìn này, hơi khó căn lực nhỉ. Chúng không? Chúng không? Ok, chúng một viên rồi. Ok, chúng hai viên rồi. À, map này chỉ có 30 mạng là kết thúc rồi các bạn ạ. Đây. Mình thấy cái map này nó hơi bị nhanh. Đấy, đầu tiên là nó chơi hơi nhanh. Cái thứ hai là nó hơi lag. Cái thứ ba là cái súng nó hơi phế đó. Nói chung là nhiều cái phải cải thiện hơn nhiều. Để mình chuyển qua bên team xanh đi. Nãy là chơi bên team đỏ rồi, bây giờ chuyển qua team xanh thôi nào. Đó, mình chuyển bớt bạn nào, mình chuyển bạn này đi. Chuyển bạn này qua bên team đỏ đi. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên team xanh nhá, thôi mặc bộ mèo xanh đó. Chuyển qua team xanh mặc bộ mèo xanh đây. Lúc đấy là mình mặc bộ mèo đỏ rồi, ok. À, bây giờ thử ở bên team ai phải chuyển lại nhở. Nào. Né cực mạnh. Úi rồi. Ôi té, các bạn ơi, về rồi. Hey, rút lui các bạn ơi, té rồi, cùng team mà, bắn về cùng team mà hỏi chấm cùng team bằng cái gì? Ô hay nhỉ, cùng một team mà, không nhìn cái tên à, thanh niên không nhìn tên sao? Ủa, nhìn tên đi, trời ơi, mà mất nhiều máu nhở, bây giờ tôi hồi máu đã, ok, à cái này là hồi 50 máu thì phải rồi nha, hey, uầy. Màu xanh này đúng kiểu hòa mình và màu thiên nhiên này. Ê, khó nhìn phết đây các bạn ạ, không có dễ nhìn đâu. Ở chỗ map này cũng lag. Ông mới chỉnh cái khối này cũng lag cơ. Bạn nào mà chơi PE chắc là cũng đau mắt phết đây. Mà chưa kể bị cháy chứ các thứ nữa. Đấy, nên bỏ cháy đi nhá. Này thì đâu rồi. Úi xổ. Mình nhìn mà còn đau ở mắt các bạn ạ. Lúc nãy mà ông nằm mặc cái bộ mèo đỏ chắc là khó nhìn lắm đấy. Mình nhìn mấy ông kia còn đau ở mắt thế này, trời ơi. Không biết các bạn coi cái video này nhìn bị đau mắt không, chứ map này nhìn cảm giác là cũng chơi xong mà rối loạn tiền đình các thứ là cận nặng thêm đấy. Đâu rồi. Để đánh áp sát đi. Chuyển con này áp sát các bạn ơi. Này thì thần long này trâu thế. Ôi, chém xa mấy ô vậy, bất đồ heo. Ôi, hồi máu cái nhẹ. Hồi máu cái nhẹ các bạn ơi, tí thì hiệu các bạn ạ. Ôi, cháy lâu thế. Rồi nhìn cháy và lát cả map luôn các bạn ạ. Đấy là mình còn chơi FPS kìa. FPS 39 nữa, đấy là tôi nha. Cấu hình máy tính còn khỏe đấy. Còn FPS 39 thế này thì các bạn chơi PE chắc là thôi. Mình tôi khuyên các bạn nào mà chơi PE thì không nên chơi map này. À chứ nhầm. Sorry, mình quên mất là mình team đỏ, mình team xanh nhỉ, mình mới chuyển team. Sorry bạn Pi Quang nhá. Quên mất là mới chuyển team đấy. Úi dồi, hồi máu cái nhẹ. Hết kìa, nó nhanh thế à? Nói chung là map này nó cũng hơi nhanh đấy. Thứ nhất là nó hơi nhanh, cái thứ hai là nó chơi nó hơi lag, cái thứ ba là cái hiệu ứng thiêu đốt là hơi khó chịu đấy. Mong rằng chủ map có thể chỉnh lên 100 mạng nhá, có thể là chỉnh lên cái súng này là bỏ cái thiêu đốt đi, bắn kiểu bắn 100 đam mà phải bắn kiểu bắn hai phát chết luôn là bắn phát chết luôn. Mình như thế hay hơn, thay vì kiểu thiêu đốt mình cảm thấy nó chả ra làm sao cả mà nó gây lag nữa. Ôi đấy, vừa vào cái lát map luôn này. Nói chung là map này mình chưa đề cử đâu, mà map này mình thấy nó hơi lag các bạn ạ. Với cả cảm thấy nó chơi nó hơi khó chịu một chút đấy, mong rằng chủ map có thể chỉnh lại nhá.
ID map thì cái map ID map gì nhỉ? Để coi lại em nào. ID map này là 40346292 các bạn nhé. Nói chung là tính ra thì cái map này cách chơi nó không có gì đặc biệt đâu. Các bạn để ý kỹ nhá. Cái map này về lối chơi thì nó không có gì mới cả, chỉ chủ yếu là vào phòng đấy. Vào phòng là cầm súng bắn nhau hết. Còn lại là không có gì đặc biệt cả. Mong rằng chủ map có thể cập nhật thêm cái gì đấy mới lạ hơn. Đấy. Nói chung là chỉ vào phòng bắn nhau thôi. Đấy mà chưa kể còn bị lag nữa. Đấy, mong rằng chủ map có thể sửa xem như nào nhá. Ok, video xin phép được cái thủ đấy thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mèo Peo làm cách gì nữa thì đừng quên để lại bình luận dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.